tiếp theo tập trước cả ba đứa mục trần đều bị linh vương đuổi cho chạy trối chết vương thống gào lên không phải chứ linh vương sao lại xông về phía chúng ta rồi mục trần lúc này mới giải thích nó là đuổi theo ta mọi người chạy đi để ta dẫn nó đi chỗ khác nói xong hắn liền phanh kít lại vương thống phản đối không được quá nguy hiểm như vậy chẳng khác gì chịu chết lạc ly cũng dừng lại kiên định nói muội đi cùng huynh mục trần quay đầu lại nhìn nóc nhà thấy vẻ mặt với ánh mặt kiên định của Lạc Ly. Hắn vui vẻ mỉm cười mà đồng ý, được. Sau đó, hắn nói với Vương Thống. Ta và Lạc Ly đi đối phó với Linh Vương, ngươi mau rời khỏi đây, đi đón A Nhiên đi. Vương Thống thở dài, miễn cưỡng nhận lời. Được, vậy hai người cẩn thận đấy. Thế là Vương Thống chạy đi, còn đôi chim câu ở lại. Mục Trần nói với Lạc Ly. Vậy chúng ta đi giải quyết gã khổng lồ này thôi. Nhìn thấy hai đứa Mục Trần với Lạc Ly chạy ngược lại chỗ Linh Vương, mộ phong dương ngạc nhiên kêu lên. Mục Trần sao lại xông về phía Linh Vương vậy? Một thằng thắc mắc. Không phải hắn nghĩ bây giờ có thể đối phó với Linh Vương chứ? Mộ Phong Dương nhận định. Mục Trần chắc chắn là có mưu đồ, chúng ta ở lại quan sát một chút. Nếu có cơ hội thì há miệng chờ sung, chúng ta không thể bỏ lỡ được. Nếu không có cơ hội, lúc đó đi cũng chưa muộn. Mục Trần nói với Lạc Ly. Dẫn nó về dưới lòng đất, chúng ta giải quyết nó ở đó. Lạc Ly gật đầu tán thành, ừm. Thế là hai đứa bay vào tấn công Linh Vương, con này vung tay vào Mục Trần một cái lung hắn né được còn lạc ly tranh thủ tiếp cận linh vương sau đó cả hai cùng nhau nhảy xuống cái hố linh vương thấy có hai đứa xông vào nhà của mình lập tức nổi điên lên mục trần đề nghị muội có thể giữ chân nó một lúc không lạc ly hỏi lại huynh muốn bày bố linh trận mục trần trả lời vốn dĩ là chuẩn bị để đối phó với hạc yêu bây giờ lấy nó ra trước để luyện tay vậy lạc ly giơ trường kiếm của mình lên tự tin nói không thành vấn đề bên này mục trần đã chập hai tay lại kết thành linh ấn đúng lúc này con linh vương từ trên miệng hố đã nhảy xuống nó gầm lên những tiếng dữ tợn hống 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 lạc ly giơ ngang thanh kiếm của mình lên nói với linh vương ngươi nên dừng lại rồi lúc này linh vương đã vung tay sống đến muốn đập bẹp lạc ly lờ điềm tĩnh rút lạc thần kiếm ra xẹt một tiếng ánh kiếm sáng lên dẹt một tiếng nữa vang lên kiếm mang cuồn cuộn tuôn ra linh vương thấy kiếm mang của lạc ly chém ra lập tức nó vội vàng né qua một bên âm một tiếng vang lên kiếm mang đánh hụt bay thẳng lên trên, xuyên qua lớp đá. Có một thằng đàn em của Mộ Phong Dương xấu số ngồi hóng hớt gần đó bị kiếm mang vô tình đánh bay màu. Mộ Phong Dương giật mình hoảng hốt. Tên này hoảng hồn kêu lên. Lạc Ly lại mạnh như vậy. Thực lực này, đủ để kể vai chiến đấu cùng đám người Lý Huyền Thông rồi nhỉ. Bên này, cánh tay của con Linh Vương đang bốc khói khi ngút. Có lẽ sau đường kiếm vừa rồi tôi nó đỡ được nhưng cũng ăn quả đắng. Sau đó, con này lại nổi điên lên sông đến. Lạc Ly vung kiếm lên, phóng ra vô số kiếm ảnh kiếm ảnh như một cơn mưa kiếm xông đến cắm chi chít vào người linh vương linh vương hai mắt trừng lên chứng tỏ đã điên tiết lắm rồi lạc ly bên này thấy công kích của mình tuy mạnh nhưng cũng không gây được bao nhiêu sát thương lập tức nảy sinh tâm lý đề phòng liền lúc đó con linh vương đã xông đến đánh thẳng xuống lạc ly nhanh chóng nhảy ra bên này mục trần vẫn đang ngồi tạo ra linh ấn mộ phong dương nhìn xuống trận đánh mà cả kinh lạc ly tuy lợi hại nhưng linh vương quá mạnh cô ấy có lẽ không chống cự được lâu nữa Mục Trần muốn dựa vào linh trận để đối phó với Linh Vương. Đến bây giờ linh trận vẫn chưa bày bố xong, hay là ta chuồn trước? Bên này, Lạc Ly đã có vẻ thầm mệt, còn Mục Trần vẫn chưa nên cơm cháo gì. Những cái linh ấn không ngừng được Mục Trần tạo ra. Mục Trần thầm nghĩ, số lượng linh ấn vẫn chưa đủ ta cần sức mạnh lớn hơn. Tịnh tâm ngưng thần, không phân tâm. Linh khí không ngừng tỏa ra trên cơ thể của Mục Trần. Sóng linh lực quét qua, cảnh vật xung quanh đều được hắn cảm nhận rõ ràng. Từ hình thái của Linh Vương, biểu hiện của Lạc Ly Hai mắt của Mục Trần mặc dù không mở nhưng hắn lại nhìn rõ mọi thứ. Hắn còn biết được bên trên có tên Mộ Phong Dương đang rình mò. Thậm chí đến cả một con ong cũng không thể thoát khỏi tâm nhãn của hắn. Mục Trần thầm nghĩ, đây chính là trạng thái tâm nhãn trong truyền thuyết sao? Lập tức hai tay Mục Trần từ từ chuyển động, trầm ổn mà nhịp nhàng. Vô số linh ấn lại được hắn tạo ra một cách nhuần nhuyễn. Sau đó, những cái linh ấn này nhiều đến mức độ người khác nhìn mà hoa cả mắt. Mộ Phong Dương toát cả mồ hôi tự hỏi, hắn có thể sử dụng linh trận cao cấp như vậy sao? mấy thằng khác cũng há mùng trợn mắt đây là ngũ cấp linh trận đó hắn là quái vật sao lúc này một cái bông hoa sen đã úp ngược trên đầu mục trần sau đó ở bên dưới lại có một đóa hoa sen nữa hiện ra thế là hai cái yêu liên đồ linh trận được mục trần điều khiển song song tên này mở mắt ra rồi gọi nóc nhà lạc ly lạc ly quay đầu lại nhìn thấy thằng kia đã chuẩn bị xong thế là cô ta vung lạc thần kiếm chém về con linh vương một đường nữa lập tức con này co tay lại phòng thủ đến khi nhìn lại đã thấy mục trần cùng hai cái linh trận trước mặt con này lập tức nổi điên lên. sau đó nó dùng hai cánh tay xông đến muốn bóp nát mục trần. thế nhưng khuôn mặt của mục trần không hề biến sắc. hắn đẩy hai cái yêu liên đồ linh trận ra đằng sau rồi nói lớn. kết thúc rồi. sau đó hai cái yêu liên đồ linh trận đồng loạt bắn vào người con linh vương. linh vương vội vàng co hai tay lại để chặn linh quang phát ra từ linh trận. âm âm âm, linh vương đã bị đẩy lùi. thân hình nó trượt dài trên mặt đất. linh quang lúc này vẫn chưa hề dừng lại. mục trần vẫn tiếp tục điều khiển linh trận tấn công. Lạc Ly đứng một chỗ chăm chú quan sát xem Mục Trần làm ăn thế nào. Mộ Phong Dương bên trên cười lên khinh bỉ, cứ tưởng lợi hại thế nào, kết quả vẫn bị Linh Vương chặn lại rồi. Ha ha, mất mặt chưa? Mục Trần lúc này kẹp hai ngón tay vào với nhau, sau đó nó bùng tay tách một phát. Trong lòng hắn thầm nghĩ, may mà ta nhanh nhạy để lại một chiêu. ở trong viên linh tinh đó có một luồng hắc viêm, chỉ cần dùng nó dẫn nổ. Thế rồi hắc viêm của Mục Trần đã bùng cháy, uyên một tiếng tinh linh đã nổ tung bên trong cơ thể của con linh vương vụ nổ tinh linh kéo theo một vụ nổ thứ cấp uỳnh uỳnh con linh vương lúc này bị đánh ở bên trong lập tức cơ thể mất khống chế cùng lúc đó yêu liên đồ linh trận đã đánh thẳng vào giữa ngực con này linh quang từ trên linh trận bắn xuyên qua cả ngực của nó đâm vào vách đá khiến nó nổ tung chấn động phát ra kịch liệt những tảng đá to không ngừng rơi xuống ầm ầm mục trần lúc này mệt mỏi mà đáp xuống nền đá hắn bắt đầu thở dốc phù linh trận tiêu hao nhiều linh lực quá mấy đứa ở bên trên gào lên. Chuyện gì thế này? Tại sao Linh Vương đột nhiên từ bỏ chống trọi rồi? Linh Vương này không phải cũng một dục với Mục Trần chứ? Mộ Phong Dương nhắc nhở mấy thằng. Đừng hoảng, Linh Vương không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được. Tên này vừa mới nói xong thì bàn tay của Linh Vương đã phá đá chui ra. Mục Trần nhìn thấy mà giật hết cả nảy. Sau cái địa chiêu của Mục Trần mà con này vẫn còn có thể sống sót đứng đây ách. Mộ Phong Dương cười lên khoái trá. Ha ha, ta biết ngay là Linh Vương chưa chết mà tốt quá rồi mấy thằng kia ngơ ngác hỏi lão đại rốt cuộc huynh thuộc bên nào lão đại thực ra huynh mới là một dục với linh vương đúng không thế nhưng linh vương lúc này đã bị thương một lỗ to tổ bố ở trên ngực đúng là chưa chết nhưng cũng bị trọng thương mộ phong dương lúc này mới trở nên hoảng hốt trời ơi linh vương bị thương ghê gớm quá nếu đổi lại là ta chúng chiêu đó của mục trần hà không phải tan tác chẳng còn gì sao con linh vương đặt tay lên ngực sờ lên vết thương trên tay của nó đã có chất lỏng xanh lẻ con này lập tức nổ điên lên, hú hét ầm ĩ, gào gào gào. Mục Trần giật mình kêu lên. Có nhầm không vậy? Vẫn còn chưa chết. Sau đó, tên này nói với Linh Vương. Có thể cho ta nghỉ một chút được không? Lạc Ly bước lên và nói. Huynh lao lực quá nhiều rồi, phần còn lại để cho ta. Mục Trần ngây ngốc hỏi. Hả? muội làm tiếp sao? Lạc Ly gật đầu xác nhận. Sau đó, rút kiếm ra sẵn sàng nghênh chiến và nói với Mục Trần. Giao cho ta đi mục trần nhìn thấy cảnh này mà trở nên bàng hoàng trong lòng hắn thầm mỹ kiếm khí mạnh quá lạc ly giấu dếm thực lực mạnh như vậy sao sau đó lại tự nhủ bản thân mục trần à mục trần ngươi phải cố lên đừng có thua lạc ly bên này lạc ly đã dùng lạc thàn kiếm chém về phía con linh vương một đường anh kiếm lóe lên ngập tràn kiếm khí lạc ly vẫn nhắm mắt cảm nhận kiếm ý của bản thân cánh tay cầm kiếm của lạc ly đã bật cả máu ra ngoài kinh mạch vì dẫn động kiếm khí mà tổn thương lạc ly nhanh chóng tra lạc thần kiếm vào vỏ và nói kết thúc rồi mục trần vội vàng băng bó cho lạc ly rồi nói làm gì mà liều mạng vậy còn khiến bản thân bị thương ta có thể tự giải quyết mà lạc ly đáp lại vì ta muốn giúp huynh mà mục trần nhắc nhở về sau không được làm như vậy muội phải tin tưởng ta hơn sau đó hai đứa nó lại làm trò con bò âu yếm nhau trước mặt linh vương con này xông đến nhưng trên người đã tách ra làm đôi dầm một tiếng linh vương đã đổ gục xuống đất thân thể bị chia ra làm hai nửa. Rác rác rác, những trụ đá ở bên trong thạch động bị chấn cho gãy nát. Những phiến đá to trên đỉnh động bắt đầu sụp xuống. Mục Trần toát mồ hôi nói: "Muội gây ra động tĩnh lớn quá đấy." Lạc Ly lè lưỡi làm mặt quỷ ní. "Lần sau ta sẽ chú ý hơn." Sau đó, từ trong thân thể của Linh Vương, linh quang bắt đầu bay ra. Mục Trần kêu lên: "Ấy, đây là nhiều linh quang vậy sao?" Mục Trần khoái chí cười vang: "Ha ha ha. Lạc Ly, chúng ta phát tài rồi." chúng ta cuối cùng cũng hiểu được cảm giác làm đại gia rồi lúc này lạc ly nhắc nhở có người qua đây hóa ra là một bọn lợi dụng linh vương toi đời mà nhảy ra hôi của chẳng mấy chốc mà chúng nó đã tụ tập đông như kiến mấy thằng này liền hỏi dô nhiều linh quang như vậy ngươi muốn một mình độc chiếm sao ngươi thấy thì phải có phần ngươi nói đúng không mục trần khinh bỉ hỏi lúc đánh nhau với linh vương thì không thấy các ngươi vật rơi xuống thì đến cũng nhanh đấy mộ phong dương lại nói ồ rõ ràng linh vương này sau khi bị bọn ta đánh thương các ngươi mới lao vào đánh tiếp theo lý mà nói các ngươi nên cảm ơn bọn ta mới đúng mục trần thản nhiên hỏi bớt phí lời đi ngươi muốn thế nào mộ phong dương nhếch miệng cười khinh bỉ hừ thứ ta muốn không chỉ là linh quang mà còn là các ngươi nữa vốn dĩ trước mặt mọi người ra tay với các ngươi ta có chút suy nghĩ do dự nhưng không ngờ ngươi lại chọn một nơi kín đáo chẳng có ai thế này ở đây đều là người của ta mấy thằng thuộc hạ của mộ phong dương cười phá lên đây gọi là tự đào mộ chôn đúng không? Ha ha ha. Mục Trần đột nhiên nhếch miệng cua ô in hạt. Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ giống các người. Đây là nơi ta đã dày công chuẩn bị cho các người. Đào mộ tự chôn là các người đấy. Nói rồi đã có hỏa diễm bùng lên trên tay của Mục Trần. Mộ Phong Dương nghe xong liên khinh bỉ nói. Chết đến nơi rồi còn cứng mồm. Vậy cho các người thấy, rốt cuộc là ai mới tự đào mộ chôn? Nói rồi thúc giục đàn em xông lên. Mục Trần bên này dơ tâm trận thạch lên nói sớm biết các ngươi không có lòng tốt sao ta có thể không chuẩn bị gì được sau đó hắn phất tay một cái một cái đại trận đã hiện ra cũng không biết hắn bố trận từ lúc nào mấy thằng mộ phong dương tiến vào trận pháp muốn lùi lụi nhưng cũng đã muộn tên này thầm nghĩ sao có thể linh trận này còn đáng sợ hơn cả linh trận vừa rồi tên này sao lại có nhiều chiêu trò như vậy mấy thằng kia hỏi lại lão đại làm thế nào mộ phong dương gào lên chúng đã chuẩn bị từ sớm rồi chúng ta trúng kế rồi đuôi thế nhưng mục trần đã lạnh giọng nói đến rồi thì đừng có đi lập tức bạch hổ ấn đã hiện ra bừng bừng khí thế mộ phong dương sợ quá quay mông bỏ chạy mục trần bên này mặt lạnh như tiền hắn quyết tâm dùng đòn sát thủ thân hình của mục trần lóe lên lập tức biến mất mộ phong dương không thấy bóng dáng của mục trần đâu nữa hắn nhận ra điều chẳng lành vội vàng thi triển kim thân chi thuật để bảo vệ cơ thể mục trần lúc này đã xuất hiện đằng sau mộ phong dương vung quyền lên tấn công ầm một tiếng quyền của mục trần đã đánh thẳng vào người mộ phong dương quyền này khiến cho tên Mộ Phong Dương này ngã cắm đầu xuống đất. Kim thân của hắn đã bị giải trừ, triệt để tan biến. Mộ Phong Dương lúc này đã bị nội thương, hắn hốt hoảng cầu xin. "Mục Trần học đệ, ta nhận thua." Mục Trần lạnh giọng nói. "Mộ học trưởng, ta không muốn gây chuyện, nhưng tại sao ngươi cứ luôn ép ta?" Thằng kia vội vàng thanh minh thanh nga. "Mục Trần học đệ, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Mục Trần bắt đầu kể tội. "Trước đó khi đi săn giết Linh Vương, ngươi đã mưu đồ mượn tay Linh Vương để trừ khử ta." như vậy cũng là hiểu lầm. Nghe xong, Mộ Phong Dương hết đường chối cãi, hắn lắp bắp nói: "Cái đó, sau đó tên này lại đưa ra lợi ích. Mục Trần học đệ, tha cho ta, hắc hội bọn ta sẽ cho ngươi hậu thuẫn đáng tin." Mục Trần lạnh giọng từ chối: "Không cần." Mộ Phong Dương thấy mềm không được chỉ còn cách liều mạng. Thế là hắn xông đến và gào lên: "Ngươi đừng có quá đáng quá." Bốc một tiếng vang lên, má của Mộ Phong Dương chạm vào nắm đấm của Mục Trần làm cho hắn méo cả mặt. Mục Trần lạnh lùng tuyên bố: "Mộ học trưởng, chuyến đi săn của ngươi kết thúc ở đây thôi u minh hỏa diễm trên tay mục trần cứ thế cháy lên bưng bừng sau đó toàn thân của mộ phong dương bùng lên như đuốc sống hắn gào lên mục trần món nợ này nhất định ta sẽ tính toán với ngươi mục trần thản nhiên đáp lại lúc nào cũng nghênh đón trước khi cơ thể của tên mộ phong dương bị thiêu cháu hắn được truyền tống ra ngoài linh quang giới tên này gào to mục trần mục trần đứng vươn vai rồi thở phào nhẹ nhõm hắn cảm thán giải quyết xong rắc rối tiếp theo phải tìm một nơi nghỉ ngơi chút thôi. Chuyển cảnh, ở bên trên quảng trường Bắc Thương Linh Viện. Người đông như nền cối. Một tên đứng ra trèo kéo khách hàng. Mở bán chỗ xem cực tốt. Số lượng có hạn, mọi người mau đến đi. Diệp Kinh Linh thở dài. Ai, phiền phức, tại sao đến chung kết rồi mới có phát sóng trực tiếp quang mạc chứ? Diệp Dần Nhi lại là người bình tĩnh hơn. Nhẫn lại chờ đi, tính thời gian mà xem. Có lẽ ngày mai ngày kia là đến cuộc chiến cuối cùng rồi. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên có hình ảnh mấy đứa reo lên ấy quang mạc động đậy rồi nhìn hình ảnh dần dần hiện lên mấy đứa kêu lên lẽ nào nhanh vậy đã đến cuộc chiến cuối cùng rồi thái thương viện trưởng ngạc nhiên hỏi chuyện gì vậy một vị trưởng lão lên tiếng kiểm tra hiển thị trận chiến cuối cùng của cuộc chiến săn bắt chưa bắt đầu chu thiên trưởng lão cười nham nhở ắt hẳn có người làm chuyện vui đùa dung phát cơ chế phát sóng của quang mạc rồi nhưng hình ảnh chiếu lên là linh vương đang ngắm nghía mục trần mấy đứa lại reo lên đó không phải linh vương sao? Diệp Khinh Linh kinh ngạc hỏi. Năm nay còn dụ được cả linh vương ra sao? Diệp Dần Nhi reo lên. Mau nhìn kìa, kia là Mục Trần. Bọn họ dám đối đầu với linh vương, gan lớn thật đấy. Sau đó, hình ảnh mộ phong dương đang rình mò cũng được chiếu lên. Mấy thằng thắc mắc. Còn mộ phong dương của hắc hội, sao hắn lại trốn ở kia? Sau đó, hình ảnh Mục Trần với Lạc Ly giải quyết linh vương hiện ra. Huyết nhục của linh vương văng tung tóe thông báo lập tức xuất hiện. Tây Bắc cực nguy chi địa, một linh vương bị giết, người giết, Mục Trần, Lạc Ly. Đám đông học sinh trở nên phấn khích gieo hò. Hai chị em Diệp Khinh Linh, Diệp Dẫn Nhi sung sướng ôm lấy nhau. Trời ơi, hai người bọn họ đã giết linh vương rồi. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử học viện đó. Tuyệt quái đó là hội trưởng của chúng ta. Hội trưởng của Lạc Thần hội, giết chết linh vương. Thái Thương viện trưởng liền hỏi. Đứa bé gái tên Lạc Ly là người của Lạc Thần tộc. Trúc Thiên trưởng lão xác nhận. Đúng, ông của cô ấy là Lạc Thiên Thần. Trường kiếm trong tay cô ấy là Lạc tộc chí bảo Lạc Thần kiếm. Thái Thương viện trưởng lại hỏi. Ồ, lão già đó lại để đứa cháu bảo bối của mình đến học viện chúng ta. Trúc Thiên trưởng lão giải thích. Nghe nói là vì Mục Trần. Thái Thương viện trưởng ngạc nhiên hỏi. Mục Trần, chính là tiểu tử gây nên sóng gió lớn ở trên linh lộ sao? Trúc Thiên tán thành. Đúng, ban đầu đã gây ra động tĩnh rất lớn. Một vị khác cũng nói, nếu không vì viện trưởng ngài mục trần lúc đó sợ là đã bị thánh linh điện loại bỏ cũng không thể vào lại bắc thương linh viện nữa thái thương viện trưởng tỏ vẻ chán ghét nói chuyện ban đầu ở linh lộ rõ ràng là thánh linh viện ngấm ngầm giờ trò trước về sau làm loạn lên như vậy cũng là do họ tự làm tự chịu còn mục trần cậu ta là một thiên tài hiếm có chỉ cần bồi dưỡng hiệu quả cậu ta chắc chắn không thua kém thẩm thương sinh lý huyền thông càng không thua kém cơ huyền trúc thiên lại nói thánh linh viện còn phát ngôn dựa vào thiên phú của Cơ Huyền, lần thi đấu ngũ viện tiếp theo chắc chắn sẽ đạt vị trí cao nhất. Đúng là không coi chúng ta ra gì. Bốn vị trưởng lão nghe xong lập tức nổi điên lên. Thái Thương viện trưởng tán thành. Cơ Huyền đúng là thiên tung anh tài, nhưng Bắc Thương của Mục Trần và Lạc Ly, ai hơn ai vẫn còn chưa biết đâu. Cùng lúc đó, ở bên trong linh quang giới, thông báo phát ra. Tây Bắc cực nguy chi địa, một lệnh vương bị giết, người giết, Mục Trần, Lạc Ly. Bên này, Thẩm Thương Sinh đang nhàn nhã giải quyết mấy con linh binh hắn nhếch miệng cười mục trần và lạc ly giết được linh vương rồi thật lợi hại ta không thể thua kém họ được để ta xem xem ở đây có con linh vương may mắn nào được gặp ta không ở một bên khác lý huyền thông cũng đang đứng hóng gió xung quanh hắn ngập tràn linh quang lúc này có một thằng thông báo đại ca huynh nghe thấy không linh lực truyền ra là mục trần và lạc ly giết một con linh vương nhưng linh vương chắc chắn là do mình lạc ly giết tên vô liêm sỉ mục trần chỉ biết ăn bám thôi lý huyền thông tức giận nói bớt phí lời đi làm việc trong lòng hắn thầm nghĩ một con linh vương mà thôi vẫn chưa đủ để chứng minh ngươi ở một bên khác hạc yên vừa đánh linh tướng vừa nói giết được cả linh vương sao đúng là có chút thủ đoạn tên này vung trưởng một phát con linh tướng đã bay màu tên này đắc ý nói có điều cũng tốt đến lúc đó chỉ cần ta trừ khử mục trần vậy linh quang trong tay hắn đều sẽ thuộc về ta thời gian trôi qua trong một khu rừng nào đó ở linh quang giới vương thống thò đầu lên nhìn ngó ở các lùm cây khác an nhiên với đồng bọn cũng thò đầu lên vương thống tỏ vẻ bực tức nói đã một ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì của mục trần mấy đứa kia cũng lo lắng hỏi mục trần bọn họ liệu không gặp chuyện gì chứ họ giết được linh vương có phải vì thế mà bị trọng thương không an nhiên phản bác không đâu ta tin mục trần và lạc ly họ nhất định bận chuyện gì nữa rồi chúng ta cứ chờ thêm đi vương thống lúc này tỏ vẻ mất kiên nhẫn không chờ nổi nữa ta quay lại xem sao phải mau chóng báo chuyện đó cho cậu ta. Thế nhưng, tên này vừa đi đã thấy Mục Trần thò đầu lên hỏi. "Ấy, sao mọi người lại trốn ở đây?" Vương Thống nhìn thấy Mục Trần lập tức như kiểu thấy ma liền kêu lên oai oái. Sau đó vui vẻ reo lên. "Mục Trần, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tốt quá rồi, Mục Trần không sao." Mục Trần vui vẻ hỏi. "Mọi người đang làm gì vậy? Trải nghiệm cảm giác làm người thực vật sao?" Vương Thống ngơ ngác hỏi Mục Trần. "Không phải là bị hai người hại sao?" hai đứa mục trần với lạc ly cũng ngơ ngác hỏi bị bọn ta hại vương thống giải thích tin tức hai người giết linh vương đã chuyển khắp khu săn bắt rồi an nhiên tiếp lời rất nhiều người muốn nhận cơ hội này cướp linh quang trong tay hai người nhưng hai người không xuất hiện bọn chúng muốn bắt bọn ta để uy hiếp hai người mấy đứa kia nói thêm đúng vậy bọn ta đã gặp phải mấy lần đột kích đành phải trốn tạm ở đây chờ hai người xuất hiện mục trần lúc này tự tin nói hóa ra là vậy nếu có tên nào mắt mù tìm đến đây ta sẽ đánh bọn chúng thật nặng. Vương Thống lại nói, mau nói cho bọn ta biết, hai người làm thế nào mà giết được Linh Vương vậy? Tên to xác đó lợi hại lắm mà. Mục Trần chỉ sang Lạc Ly và nói, chủ yếu là do Lạc Ly, kiếm của cô ấy đã chém chết Linh Vương. Hai đứa an nhiên với Vương Thông hai mắt đầy vẻ ngưỡng mộ reo lên. Qua lợi hại quá. Lạc Ly thở dài, này Đừng nghe Mục Trần nói điêu, là bọn ta liên thủ đánh bại Linh Vương. Vương Thống liền quay lưng lại khoe dòng chữ Mục Trần là đồng đội của ta, hắn tự tin nói bất luận thế nào hai người lần này nổi tiếng lẫy lừng rồi bọn ta thân là đồng đội cũng được hưởng lây nhìn này bá khí không lúc này mấy đứa khác cũng cởi áo ngoài để lộ ra dòng chữ mục trần là đồng đội của ta sau đó nói nhỏ là vương thống ép bọn ta viết đó mục trần giật mình kêu lên cái quỷ gì vậy hống hách như vậy đáng bị người ta đánh lắm sau đó vương thống ngạc nhiên hỏi ấy mục trần ngươi tấn cấp rồi mục trần liền giải thích ừm chính vì tấn cấp mới mất nhiều thời gian. Vương Thống gieo lên. Được đấy, ngươi bây giờ đã chính thức trở thành hóa thiên cảnh rồi. Hắc mã lớn nhất lần này thuộc về ngươi chắc rồi. Mục Trần nói với cả bọn. Chỉ là mới tấn cấp hóa thiên cảnh mà thôi, ngươi đã đến đủ rồi. Chi bằng chúng ta đến Linh, Quang Sơn đi. Vương Thống lo lắng hỏi lại. Bây giờ Linh Quang Sơn chắc chắn tụ tập không ít người. Các ngươi chắc chắn muốn qua đó sao? Sau đó hắn lại truyền đến một tin. Hạng yêu chính thức khiêu chiến với Tô Huyên rồi. Chiến trường chính là ở dưới chân Linh Quang Sơn, thời gian là chiều nay. Rất nhiều người đã đến đó để xem chiến rồi. Mục Trần thẩm mỹ. Chiến đấu với Tô Huyên, Hạc Yêu là muốn khiêu khích ta sao? Vương Thống lại nói. Với sự hiểu biết của ta về Hạc Yêu, thực lực của hắn bây giờ đã thắng chắc được Tô Huyên rồi. Ước chiến hống hách như vậy có lẽ là có mục đích khác. Mục Trần nhận định. Tô Huyên tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu. Nếu người khác muốn tranh đoạt vị trí của cô ấy, sợ là cô ấy còn chủ động nhường cho. Tô Huyên lần trước giúp đỡ Lạc Thần hội sợ là đã bị nhớ thù rồi. Hạc Yêu làm như vậy, có lẽ là muốn ép ta xuất hiện. Lạc Ly nhắc nhở. Hạc Yêu dè chừng uy lực linh trận của ngươi, cho nên đã chọn một nơi ngươi không thể bố trí linh trận trước được. Vương Thống lại phán, địa điểm là hắn chọn, có lẽ hắn đã bố trí mọi thứ trước ở đó rồi. Mục Trần cảm thán, để đối phó với ta, hắn tốn nhiều công sức thật đấy. Vương Thống thở dài, ai bảo ngươi trước đó làm mất thể diện của hắn, bây giờ lại giết được linh vương danh tiếng lẫy lừng chi bằng cứ để ta đi thăm dò tin tức trước dù sao đây cũng là khi săn bắt tô huyên cùng lắm cũng bị thương nặng rồi được truyền tống ra ngoài thôi mục trần phản đối không cần đâu linh quang sơn vốn là điểm đích cuối cùng của cuộc chiến săn bắt chúng ta cứ trực tiếp qua đó ân oán với hạc yêu cũng nên chấm dứt rồi thời gian trôi qua bên trên linh đài dưới linh quang sơn trên linh đài đang có hai người là tô huyên và hạc yêu mấy đứa kia thấy hai đứa không chịu động thủ liền thúc giục sao còn chưa bắt đầu đánh đi không biết nữa đứng cả một ngày rồi. Tô Huyên ngạc nhiên hỏi. Hạc yêu, sao vẫn còn chưa ra tay? Hạc yêu nhe răng cười nham nhở hỏi lại. Vội gì chứ? Tô Huyên lại nói. Hạc yêu, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Ngươi là muốn dùng ta để ép mục trần xuất hiện. Hạc yêu cười cợt. Cô đã hiểu, thì cô cũng nên biết mục tiêu của ta là hắn, không phải cô. Cô bình thường cứ bảo vệ tiểu tử đó. Kết quả cô gặp phiền phức rồi, hắn lại trốn biệt không thấy bóng dáng đâu. Thật nực cười. Tô Huyên bật lại ngươi đặc biệt chọn nơi này để ước chiến không phải là sợ mục trần bố trí linh trận sao rốt cuộc ai nực cười hơn hạc yêu nghiến răng đáp lại cô đúng là đánh giá hắn cao quá đấy nếu hôm nay hắn dám xuất hiện ta sẽ cho hắn biết tổng đà yêu môn ta không phải loại người như hắn có thể động vào đâu tô huyên lại tiếp tục cà khịa mục trần giết được linh vương ngươi làm được không cùng lúc đó ở trên ngọn cây thẩm thương sinh với lý huyền thông cũng đứng hóng hớt thẩm thương sinh lên tiếng cảm thán mục trần sao vẫn chưa xuất hiện hai người này cãi nhau cũng nửa ngày rồi lý huyền thông nhắc nhở thực lực của hạc yêu có thể nói là mạnh nhất ở đây rồi tô huyên không phải đối thủ của hắn thẩm thương sinh lại nói nhưng thực lực này của hạc yêu so với tên nào đó trên đỉnh núi cũng không đánh được đâu muốn linh quang dẫn lên đỉnh thì phải đánh bại người trấn thủ đỉnh núi ba người hai chúng ta mỗi người một tên còn thiếu một người nữa nếu mục trần có thể thắng hạc yêu ba chúng ta đối phó với ba đại tướng có lẽ sẽ có khả năng thắng Lý Huyền Thông ngạc nhiên hỏi. Ngươi tự tin về hắn vậy sao? Thẩm Thương Sinh trả lời. Ta biết bản lĩnh của hắn, con tiểu tử này, trong bụng toàn ý nghĩ sâu xa. Chỉ cần Mục Trần có thể trở thành người khiêu chiến lên đỉnh núi, hắn nhất định sẽ có cách để thắng. Lý Huyền Thông nhắc nhở. Vậy cũng phải chờ Mục Trần thắng được Hạc Yêu đã. Nếu không, vị trí đó vẫn là của Hạc Yêu thôi. Chỉ có top 3 thiên bảng mới có tư cách đấu lại người chấn thủ. Thẩm Thương Sinh vui vẻ nhận định. Tin ta đi, Mục Trần nhất định thắng. Lý Huyền Thông lại hỏi. Ngươi khẳng định vậy, tại sao? Thẩm thương sinh cười nham nhở, ha ha. Chẳng tại sao cả, chỉ là ta ghét hạc yêu, hy vọng hắn thua thôi. Lý Huyền Thông cũng phải cạn lời. Ngươi lúc nào cũng vậy. Bên này, Tô Huyên đã lấy Thủy Linh Châu ra. Hạc yêu trông thấy liền hỏi. Lẽ nào, cô nghĩ đánh bại được ta? Tô Huyên đáp lại. Ta biết ngươi bây giờ mạnh hơn ta. Nhưng ngươi đã gây dựng bố cục để hại mục trần. Trước khi cậu ấy đến, ta có thể tiêu hao một phần linh lực của ngươi hạng yêu lúc này bùng phát linh lực rồi quát lên tự tìm đường chết lập tức linh lực từ trên người thằng này cuồn cuộn tuôn ra như sóng biển mấy thằng kêu lên linh lực uy áp đáng sợ quá Hạc yêu lẽ nào đã tấn cấp thông thiên cảnh rồi tô huyên lại cà hiện. giấu giếm lâu như vậy hóa ra chỉ là bán bộ thông thiên cảnh hạng yêu vung ma chảo xông đến rồi quát còn dám cứng mồm tô huyên lập tức dùng thủy linh châu tạo ra kết giới phòng thủ ầm một tiếng vang lên vị trí của tô huyên đã bị đánh trúng hạng yêu không ngừng đè trường ấn của mình xuống dưới hắn gào lên xem cô chặn được mấy lần tô huyên lúc này đã bị nội thương thổ huyết hạng yêu thấy thế liền tỏ ra đắc ý vô cùng hắn tiếp tục vung ma chảo của mình lên đánh xuống rồi hét lớn trưởng này sẽ kết liễu cô tô huyên bên này cố gắng mở một mắt ra để nhìn đúng lúc này có tiếng của mục trần truyền tới hạc yêu ngươi toi thực sự rồi đây thế rồi một dòng linh lực cực mạnh màu tím đánh tới ầm một tiếng nó đánh thẳng vào trường ấn của hạc yêu mục trần xuất hiện ngay trước mặt tô huyên lớn tiếng nói hạc yêu đối thủ của ngươi là ta tô huyên vui vẻ gọi to mục trần hạc yêu trừng mắt lên nói mục trần cuối cùng ngươi cũng đến rồi tô huyên vui như bố đẻ em bé mục trần ngươi đến rồi mục trần vội vàng đỡ tay tô huyên dậy rồi nói tô huyên học tỷ xin lỗi ta đến muộn rồi tô huyên vui vẻ đáp lại chuyện nhỏ thôi đến rồi coi như nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi Hạc yêu lúc này bị coi như không khí khiến hắn tức lộn cả ruột. Sau đó, tên này phải mở mồm để gây sự chú ý. Trốn kỹ như vậy, ta còn tưởng ngươi sợ quá rồi cơ. Mục Trần cười nhạt. Ha ha, ta thật sự không ngờ ngươi lại sợ ta như vậy. Dùng cả thủ đoạn này để gọi ta tới đây, còn chọn một nơi tốt như thế này nữa. Hạc yêu bị cà khịa tức quá gào lên. Ít phí lời đi, giao linh tinh ra đây, tụ rút ra khỏi linh quang giới. Chuyện đánh yêu môn tổng đà, coi như bỏ qua cho ngươi. Lúc này. Tô Huyên nhanh chóng nhảy ra khỏi linh đài, nhường sân khấu cho Mục Trần. Sau đó cô ta liền chọc ngoáy tên kia. Khẩu khí lớn lắm, ngươi cứ đánh một trận trước, xem xem bản thân có tư cách nói câu đó không. Hạc Yêu lúc này bật lại. Loại người thất bại cũng dám ăn nói sảng bậy. Mục Trần lại hỏi, Linh tinh đúng là nằm trong tay ta, có điều, giao cho ngươi. Dựa vào đâu chứ? Hạc Yêu gào lên, dựa vào ta đứng thứ ba thiên bảng. Sau đó ta còn khiêu chiến Thẩm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thiên bảng đệ nhất sớm muộn cũng thuộc về ta thằng này vừa nói xong thì đã có hai bóng người hạ xuống thẩm thương sinh khoác vai hạc yêu hỏi ồ hạc yêu ghê rồi ha cũng dám khiêu chiến bọn ta rồi đấy lý huyền thông chắn ghét nói vẫn không biết tự lượng sức mình hạc yêu gào lên sao các ngươi còn muốn nhúng tay vào chuyện của ta và mục trần sao mục trần nga khiên hỏi sao hai người lại ở đây mấy đứa đứng bên ngoài reo lên oa là thẩm thương sinh và lý huyền thông mấy em gái gào lên. Thẩm thương sinh, ta yêu huynh. Lý huyền thông, ta muốn có con với huynh. Lần này cam go rồi, thật tuyệt quá. Thẩm thương sinh thấy thế liền vui vẻ đứng vẫy tay tạo dáng. Việc này làm cho Lý huyền thông hết sức bất bình. Này, mau vào chuyện chính đi, đừng thể hiện nữa. Thẩm thương sinh lại nói. Ngươi xem bọn họ nhiệt tình như vậy, sao ngươi nữa không đáp lại họ chứ? Sau đó, hắn liền mở miệng nghiêm túc. Tất cả mọi người chú ý đây, lời tiếp theo ta nói vô cùng quan trọng lập tức cả đám đông trở nên yên tĩnh tất cả đều hóng xem thiên bảng đệ nhất nói gì nhưng trái với dự đoán thẩm thương sinh lại giơ hai tay bắn tim rồi nói ta yêu mọi người lập tức đám đông hóa đá trở nên cuồng nhiệt thẩm thương sinh thẩm thương sinh ta yêu huynh lý huyền thông gào lên thẩm thương sinh ngươi đùa đủ chưa hạc yêu cũng dễ đành đạch lên các ngươi đến để chế nhạo ta sao mục trần thở dài thẩm học trưởng vẫn đùa dai như trước Thẩm Thương Sinh chỉ lên trời làm bộ nghiêm túc nói: "Không đùa nữa, nói chính sự đây. Mọi người đều biết, mục tiêu của cuộc chiến săn bắt lần này là ba đại tướng ở phía kia. Ta và Lý Huyền Thông đã đi thăm dò rồi. Rất tiếc phải thông báo cho mọi người, bọn ta không thể lấy hai đánh ba." Nghe xong, cả đám đều nháo nhào lên: "Cái gì? Vậy há không phải cuộc chiến săn bắt này ta không thể tiếp nhận linh quang quán đỉnh không? Không phải chứ? Tại sao lại như vậy?" Mục Trần cũng hỏi: "Nếu như thua tam đại tướng Vậy linh quang ta sống chết có được không phải sẽ vô dụng sao?" Thẩm Thương Sinh lại nói: "Mọi người không cần quá thất vọng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Theo quy tắc, xung kích cửa cuối cùng, chúng ta có danh sách ba người. Vậy có thể nói, trừ hai bọn ta ra, vẫn còn một người nữa. Vị trí đó chỉ có thể cho người mạnh nhất trong hai người." Mục Trần lại hỏi: "Thẩm học trưởng, có được vị trí đó thì có lợi ích gì không?" Thẩm Thương Sinh vỗ ngực tự tin nói: "Lợi ích, ngươi sẽ có được sự tôn trọng của mọi người." ở trong học viện có địa vị cực cao như ta vậy lý huyền thông chắn ghét hỏi ngươi thì có địa vị gì thẩm thương sinh lại nói còn nữa ngươi đánh bại trấn thủ giả có thể có một viên linh vương linh tinh thật sự chất lượng tốt hơn rất nhiều so với cái kia lý huyền thông cũng nói cấp bậc của linh quang quán đỉnh cũng sẽ cao hơn hạc yêu tự tin chỉ mặt nói vị trí này ta lấy chắc rồi thế nhưng mục trần đã hỏi ngươi còn lời nào muốn nói không sau đó tuyên bố xanh dần vị trí này ta lấy chắc rồi thẩm thương sinh nói với hai thằng cần nói thì nói hết rồi các ngươi cứ đánh tiếp đi sau đó lại chỉ vào mục trần và nói ta chú ý người đấy lý huyền thông nhắc nhở đừng thua nếu ngươi thất bại thì đành phải để lạc ly vào sân thôi mục trần nghe xong lập tức tự tin nói vị trí thứ ba chắc chắn thuộc về ta hạc yêu gào lên này đừng có coi ta là tàng hình được không thế nhưng hai thằng lý huyền thông với thẩm thương sinh đều lắc đầu nói ngươi không được Hạc yêu lại gào lên. Các ngươi. Thế rồi hai bên đã chuẩn bị vào vị trí. Hạc yêu nói với Mục Trần. Loại không biết điều, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Mục Trần bật lại. Đánh thì đánh nhanh lên, ta đến không phải để cãi nhau với ngươi. Hạc yêu dơ ma thủ lên trời rồi rồi. Được, theo ý nguyện của ngươi. Mục Trần thấy ma thủ chuẩn bị đánh xuống, lập tức bùng phát lôi điện. Trên người hắn không ngừng có những đạo lôi điện tỏa ra. Dầm một tiếng vang lên, vị trí của Mục Trần đã bị đập bẹp, như Mục Trần đã biến mất cả thẩm thương sinh và lý huyền thông kinh ngạc kêu lên lôi thần thể thẩm thương sinh liền hỏi xem ra mục trần cũng gặp lão tiền bối đó rồi không biết lôi thần thể của hắn đạt tới trình độ nào rồi thú vị thú vị lý huyền thông cũng nói xem ra là ta xem thường hắn rồi mục trần bên này đã xuất hiện trước mặt hạc yêu làm hắn bất ngờ tên này gào lên dám đấu thẳng với ta âm một tiếng vang lên hai cỗ khí lực lao vào nhau nổ tung lập tức chấn động khiến cho hạc yêu lui lai trượt dài trên đất bên kia mục trần cùng phải chống một chân mới khỏi bị trượt lại hạc yêu khinh bỉ nói với mục trần xem ra ngươi cũng chỉ thế mà thôi mục trần đáp lại ngươi cũng không lợi hại như ta tưởng tượng lúc này hạc yêu đã nhảy lên cao hắn tụ tập linh khí trên thân thể rồi nói đây mới là bắt đầu thôi sau đó trên người tên này đã xuất hiện một con hạc giang rộng đôi cánh thẩm thương sinh cũng bất ngờ hỏi nhanh vậy đã dùng đến hạc thần thần quyết rồi lý huyền thông nhận định hạc yêu là cảm thấy mục trần khó giải quyết muốn đấu nhanh thắng nhanh. Mục Trần bên này cũng tích tụ linh lực, bày ra thế thủ. Hai bàn tay của Hạc Yêu liên tục kết ấn. Sau đó, tên này tạo ra một cái lông chim hạc ở trước mặt. Hạc Yêu lớn tiếng nói ra ba chữ, Hạc Thần Quyết. Vũ Hạc, chảm thương khung, chảm. Lập tức một thanh kiếm chém xuống. Kiếm quang đè thẳng xuống đầu Mục Trần. Mục Trần ngẩng mặt nhìn lên, có chút hoảng hồ. Hắn thầm nghĩ, đây là cái gì? Không thể cử động được. Lập tức, Hạc Yêu lại đánh ra một chiêu hạc thần quyết lạc vũ hạm đại địa mục trần thấy không di chuyển được hắn liền thi triển ra tứ linh túc kinh bạch hổ thần quyết hạc yêu khinh bỉ nói loại thần quyết này trong tay ngươi đúng là lãng phí của trời sau đó bạch hổ cứ thế xông vào đón đỡ kiếm quang của hạc yêu rầm 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 mặt đất dưới chân bị tác động làm cho vỡ hết cả ra hạc yêu lớn tiếng gào lên chịu chết đi linh lực hạc yêu cuồn cuộn xông đến mấy đứa nhìn thấy lập tức hoảng hết cả hồn công thế của hạc yêu hung mãnh vậy sao mục trần có chống đỡ được không mục trần lúc này hai tay kết ấn hai mắt của hắn sáng lên ấn ký đã hoàn thành cái mà mục trần sử dụng chính là tứ thần tinh túc kinh huyền vũ thần ấn lập tức huyền vũ hiện ra bàn chân to lớn dẫm xuống sau đó hai cái đầu rùa và đầu rắn của huyền vũ há ra trực tiếp tạo ra hộ cháo bảo vệ cơ thể dầm một tiếng kiếm quang của hạc yêu đã chém xuống nhưng bị kết giới cản lại hạc yêu lớn tiếng hét lên chặt đứt nó nhưng mà kết giới của mục trần vẫn rất là vững chắc thế nhưng dưới tác động của kiếm của do hạc yêu đánh tới kết giới đã bị nứt vỡ mục trần gia tăng thêm linh lực hắn hô lớn một chữ thủ lập tức huyền vũ gầm lên sóng xung kích phát ra ầm ầm uỳnh một tiếng vang lên kiếm quang của hạc yêu đã bị nổ tan tành tên này có chút hoảng hốt mục trần bên này cũng đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng sau đó linh đài đã bị đào ra một cái lỗ sâu hoắm khói bốc nghi ngút hạc yêu lúc này tỏ ra chật vật hắn phải chống tay xuống đất mới ngồi vững được còn mục trần thì vẫn đứng vững ở trên linh đài sau đó tên này cà khịa đối thủ vừa rồi là ai bảo sẽ khiến ta đẹp mặt cũng chỉ vậy mà thôi hạc yêu cay cù nói ngươi quả nhiên là một tên khó giải quyết cũng quả nhiên có tư cách để ta đánh bại mục trần sẽ luôn cái áo của mình ra khoe ra bo đi tám múi rồi nói lớn nào tiếp tục mấy đứa bên dưới nhao nhao bàn tán nhìn thấy không mục trần đối đầu trực tiếp với hạc thần quyết của hạc yêu lợi hại quá chẳng trách hắn đánh bại được linh vương Người nổi tiếng nhất cuộc chiến săn bắt này là hắn chứ còn ai nữa. Tô Huyên vui vẻ reo lên. Mục Trần trưởng thành nhanh quá, thật khiến người khác kinh ngạc. Tô Linh nhìn chán ghét nói: Kinh ngạc cái gì? Tên đó chỉ biết khiến người khác lo lắng. Ừ. Bên này thẩm thương xin nói với Lý Huyền Thông: Hạc yêu đến Hạc thần quyết cũng dùng rồi. Kết quả vẫn không thể thắng được Mục Trần. Lần này chắc chắn hắn tức muốn thổ huyết rồi. Lý Huyền Thông lại nói: Hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực, xem hắn lựa chọn thế nào thôi thẩm thương sinh nháy mắt nói với lý huyền thông hạc yêu luôn lấy ngươi làm mục tiêu nhất định là ẩn giấu tuyệt chiêu lợi hại để chuẩn bị đối phó với ngươi rồi lý huyền thông chán nản đáp lại loại người cứ giấu giấu giếm giếm như vậy ta không cảm thấy hắn có thể dựa vào cái gọi là tuyệt chiêu để đánh bại ta đâu thẩm thương sinh thở dài ai hạc yêu ban đầu là một thiếu niên lương thiện biết bao nhưng sau nhiều lần bị ngươi đánh bại hắn đã bị uốn cong rồi cho nên những điều này đều do lỗi lầm của ngươi lý huyền thông chán ghét nói là hắn đố kỵ với người khác liên quan gì tới ta bên này hạc yêu lại lần nữa tích tụ linh lực nhìn thấy cảnh này thẩm thương sinh kêu lên tuyệt chiêu đến rồi trên ngực của hạc yêu lúc này xuất hiện một cái ấn ký tên này quảng cáo thứ này ta vốn dĩ chuẩn bị cho lý huyền thông bây giờ đành lấy ra đối phó với người vậy trên ấn ký đó là một con hạc mục trần nhìn thấy lập tức bị choáng ấn ký đó rất lạ lý huyền thông cũng phải há mồm trợn mắt đây là ấn ký linh thú tinh huyết huyễn hóa thành Thẩm Thương Sinh nghiêm túc nói. Thiên yêu hạc xếp thứ 26 trong vạn thú bảng, là đồ cao cấp giá trị trong linh trị điện, lên đến trăm vạn linh trị. Hạc yêu vì đối phó với ngươi, sợ là dốc hết tài sản gia đình vào đó rồi. Lý Huyền Thông lại nói. Đáng tiếc bây giờ, người xui xẻo là Mục Trần. Hạc yêu lúc này bắt đầu phát động linh lực. Hắn lớn tiếng nói. Ép ta đến mức này cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Tiếp theo ngươi hãy lăn tròn cho ta. Sau đó, tên này xòe một bàn tay ra, dùng tay còn lại làm đao đồng thời cất vào đó một đường. Hạc yêu dùng cánh tay bị cứa của mình, bôi lên ấn ký ở trên ngược. Tên này thi triển ra. Hạc thần quyết, hạc thần trận. Lập tức linh quang tản ra, ấn ký sáng lên. Sau đó, hạc yêu ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. À hu 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 u u u. Ấy chết, xin lỗi các bợn, nhầm tiếng chó rồi. Sau đó, linh lực bọc lại biến hạc yêu thành một quả trứng. Mấy đứa kêu lên. Hạc yêu, biến thành trứng rồi. Đây là quỷ thần gì vậy? Hạc yêu muốn đổi tên thành đàn yêu rồi thẩm thương sinh vuốt cằm cười tươi chiêu này của hạc yêu hay thật đấy lý huyền thông lại nói hứng thú như vậy hay là ngươi lên đánh với hạc yêu đi thẩm thương sinh vẫn cứ bộ dạng cười cợt bây giờ cứ giao cho mục trần đi ta cũng muốn xem xem hắn đối phó lại thế nào lúc này quả trứng của hạc yêu đã bắt đầu nứt ra việc này khiến cho mục trần cảm thấy choáng váng sau đó từ trong đống đá vụn có một thứ gì đó lao tới mục trần vội vàng đưa hai tay che chắn cơ thể hắn liên tục bị công kích. Lúc này, Hạc Yêu nửa người nửa chim đã xông đến công kích Mục Trần. Mục Trần sau phút bất ngờ ban đầu, hắn liền co chân sút lệch mỏ con kia. Sau đó, cả Mục Trần và Hạc Yêu đã cùng nhau lui lại. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ thằng kia. Trên đầu của Hạc Yêu có một cái chấm đỏ to lớn. Nửa thân trên của hắn là chim hạc, nửa thân dưới là hình người. Mấy đứa gào lên. Trong bộ dạng dọa người quá. Hạc Yêu thật sự biến thành Hạc Yêu rồi. Bên này, Mục Trần đã bị thương ở cánh tay, máu không ngừng chảy xuống. Hạc yêu há cái mỏ chim của mình ra hỏi. Đến nước này rồi còn cứng mồm, có bản lĩnh thì xông lên. Mục Trần bên này kiên định nói. Hừ, vậy ngươi nhìn cho rõ đây. Hai mắt của Mục Trần sáng rực lên. Sau đó, hai tay hắn bắt đầu kết ấn. Cuối cùng là dồn linh lực xuống dưới đất. U Minh hỏa diễm cháy lên bừng bừng. Sau đó, U Minh hỏa diễm này hội tụ lại trên bầu trời. Cửu U tước cuối cùng đã xuất hiện. Hai mắt con này sang bừng lên cả lý huyền thông và thẩm thương sinh đều phải giật mình kêu lên đây là cửu u tước nhìn cửu u tước tung cánh oai phong bên trên bầu trời hạc yêu hoảng hồn kêu lên cửu u tước hình thái hoàn chỉnh sao có thể mục trần vẫn thản nhiên như không lý huyền thông kinh ngạc hỏi hắn ở trình độ này vẫn có thể biến thành linh thú hình thái thẩm thương sinh cũng thắc mắc mức độ phù hợp của hắn và cửu u tước rốt cuộc cao đến mức nào mấy đứa xung quanh cũng há mồm trợn mắt linh quang giới cũng không có cách lấy thần phách mới Mục Trần có phải gian lận rồi không? Mục Trần không phải vừa tấn cấp hóa thiên cảnh sao? Nói sau khi thăng cấp thần phách chi lực sẽ tiêu tan mà. Vương thống bên này cũng nảy sinh nghi hoặc. Mục Trần sao làm được vậy? Hắn ta không phải gian lận thật rồi chứ? Lạc Ly giải thích. Mục Trần và sự ràng buộc với cửu u tước vượt xa tưởng tượng của các ngươi nhiều. Mục Trần và cửu u tước liên kết huyết mạch. Độ khớp đương nhiên cực cao, tinh phách chi lực đối với các ngươi mà nói. Có lẽ chỉ là sức mạnh tạm thời. Nhưng đối với Mục Trần mà nói, là sự ràng buộc với cậu ta cả đời. Bên này, thân hình của Mục Trần đã bay lên, hợp nhất với cửu u tước. Hạc Yêu vừa hay xong đến, hai bên nhanh chóng trao đổi với nhau mấy chiêu. Mục Trần bay xuống dưới còn Hạc Yêu bay ngược lên trên. Hạc Yêu vừa bay lên vừa nghĩ, ngu xuẩn. Còn Mục Trần cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn than thầm, không ổn. Rất nhanh, Mục Trần đã ăn quả đắng. Rất nhiều lông vũ của Hạc Yêu đã bắn xuống khiến Mục Trần bị thương khắp nơi. Sau đó, Mục Trần đã bị đánh cho cắm đầu xuống nền đá nằm im trong đó những chiếc lông vũ liên tục phóng xuống bất chấp không nhìn thấy mục tiêu đâu hạc yêu trở nên điên cuồng hỏi còn dám khinh thường ta không mấy thằng bên ngoài ngơ ngác hỏi nhau phân thắng bại rồi chứ thế nhưng từ dưới đống đất đá có một bóng người bay lên chính là mục trần hắn giang rộng đôi cánh rồi hét lên ta chưa thua đâu thế rồi hai bên lại lao vào nhau nện nhau ầm ĩ hai bên tiếp tục quần thảo ở trên bầu trời mục trần nghiêng người né tránh một chảo của hạc yêu xe đó hắn tiếp cận rồi vung quyền lên Bóp một tiếng vang lên mục trần đã đấm thẳng vào đầu của đối thủ chấn động phát ra làm cho mấy đứa bên dưới ôm đầu kêu khổ a à, khó chịu quá lúc này từ trên đỉnh đầu hạc yêu đã có máu chảy ra hắn dùng tinh huyết để tạo thành một quả cầu máu mục trần lập tức nảy sinh tâm lý đền phòng quả cầu máu của hạc yêu mỗi lúc một lớn ba động linh lực của nó tạo ra càng lúc càng cường đại sau đó hạc yêu vung tay đánh ra một đòn mục trần vội vàng gọi đồng bọn nhà mình cửu u đi. thế rồi thân hình cửu u tức hiện ra lao thẳng về huyết mâu của hạc yêu khoảnh khắc hai bên đối đầu với nhau hai mắt cửu u tước sáng lên âm một tiếng vang lên hai bên đã va chạm vào nhau nổ tung sóng xung kích làm cho bọn vương thống phải tối tăm mặt mũi sau vụ nổ linh đài lúc này đã tan nát hết cả mấy đứa ngơ ngạc nhìn lên đống đổ nát hỏi nhau đánh xong rồi phân thắng bại rồi chứ thẩm thương sinh nhận định thực lực của hai tên này đều rất tốt phô trương nhanh thế vậy cơ mà lúc này hạc yêu lò đảo bò dậy từ trong đống đổ nát hắn nhổ toẹt một ngụm máu lên trên tảng đá to sau đó tên này lấy tay lau máu trên khóe miệng nhìn về phía linh đài đang bốc khói nghi ngút hắn không thấy mục trần đâu thế là cười phá lên ha 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 cuối cùng vẫn là ta thắng rồi vị trí thứ ba thuộc về ta rồi thế nhưng hai thằng thẩm thương sinh với lý huyền thông làm động tác chỉ chỉ sang bên cạnh hạc yêu giật hết cả này sau đó hắn quay ngoắt cái đầu lại nhìn thì thấy trong đống đất đá có chuyển động sau đó một đôi cánh từ trong đất đá bật mạnh lên hất đá vụn ra ngoài mặt của hạc yêu lúc này kinh hoàng đến cực điểm mục trần hiên ngang tung đôi cánh của mình lên trên người hắn không hề có thương tích nào đáng kể mục trần nhe răng ra cười nham nhở vị trí thứ ba xem ra là của ta cơ đám vương thống với tô linh nhi khoái trí reo lên a a a a mục trần thắng rồi thắng rồi hạc yêu lúc này đã sụp đổ tinh thần không không thể nào tấn công mạnh nhất của ta sao lại không khiến ngươi bị thương tên này trở nên điên cuồng ta hiểu rồi ngươi nhất định đang chống cự cái chết ngươi thực ra đang thế suy sức yếu là ta thắng rồi ta thắng rồi thẩm thương sinh khoác vai lý huyền thông nói xí có chút đà kích này cũng không chịu đựng nổi đúng là nhu nhược mục trần lạnh giọng tuyên bố nên kết thúc rồi thế là hắn lạnh lùng vung một trưởng đánh ra hạc yêu đã ăn chọn đòn này tên này một lần nữa bị thổ huyết thân hình bắn ngược về sau mục trần giơ hai ngón tay lên nói với hai thằng thẩm thương sinh với lý huyền thông ta thắng rồi cơ mà có vẻ như thẩm thương sinh đang bị đau vì mới bị lý huyền thông cho một cú đấm về tội sàm sỡ lạc ly nhanh chóng nhảy lên linh đài tiến về phía mục trần cô ta cầm tay mục trần lên hỏi có bị thương không mục trần trả lời không cần lo lắng có cửu u tức hỗ trợ vết thương của ta hồi phục rồi thẩm thương sinh vỗ vai mục trần làm tốt lắm ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi mục trần cười xòa ha ha không phụ kỳ vọng của học trưởng lý huyền thông nhìn lên đỉnh núi rồi nói đối thủ tiếp theo của chúng ta chính là hình điện tam đại tướng mục trần ngơ ngác hỏi chúng ta sẽ giao đấu với tam đại tướng thế nào đây thẩm thương sinh lại làm vẻ cợt nhà đương nhiên là đấu theo đôi rồi lý huyền thông nghiêm túc nói theo quy tắc chúng ta là bên khiêu chiến chỉ cần ba hiệp không thua thì chúng ta sẽ thắng trong đối quyết ta và thẩm thương sinh có thể chắc chắn duy trì cân bằng đánh hỏa quan trọng là hiệp của ngươi kìa mục trần đần mặt ra hỏi quan trọng là hiệp của ta thẩm thương sinh khoác vai mục trần nói ngươi chỉ cần không thua vậy chúng ta sẽ thắng mục trần nghe xong lại đần mặt ra hỏi vậy nếu ta thua thì sao lý huyền thông nhún vai nói ngươi thua thì là chúng ta thua rồi cuộc chiến săn bắt kết thúc mọi người ra về tay không không được gì cả thẩm thương sinh xác nhận đúng như vậy thì công sức khổ sở của mọi người một năm qua sẽ vô ích ngươi cũng có thể vì điều đó mà bị cả học viện chửi bới thẩm thương sinh an ủi đừng sợ chỉ bị toàn viện chửi thôi mà không phải là chuyện gì ghê gớm quá cả. Mục Trần nghe xong mà hoảng hết cả hồn. Cái đó. Sau đó tưởng tượng ra cảnh tất cả học viên oán khí xung thiên chỉ vào Mục Trần. Chính là hắn, đều tại hắn. Sau đó cứ tưởng tượng mình có đi đâu cũng bị người ta oán hận. Chính là hắn đấy, đều tại hắn đấy. Hắn lại tưởng tượng ra lúc mình đi tắm cũng có kẻ rình rập hậm hực nói. Chính là hắn, đều tại hắn. Sau khi suy nghĩ đến đây, Mục Trần không rét mà run. Thẩm Thương Sinh cũng sợ toát mồ hôi. Ô thực ra thì cũng đáng sợ thật lý huyền thông nói tiếp nếu ngươi cảm thấy áp lực quá lớn bây giờ có thể từ bỏ dù sao ngươi cũng chỉ là một tân sinh không cần thiết phải gánh vác trách nhiệm này thẩm thương sinh lại vỗ vai mục trần đúng vậy không nói suýt nữa ta quên mất ngươi vẫn là một tân sinh nếu ngươi không nắm chắc thì từ bỏ là sự lựa chọn tốt nhất nếu không chỉ sợ đều là hại mình thôi thẩm thương sinh lại đòi khoác vai lý huyền thông nhưng bị hắn cản lại thẩm thương sinh nói cho dù chỉ có hai người là ta và lý huyền thông xuất trận có khi chưa chắc thua tam đại tướng Mục Trần kiên định nói. Từ bỏ không phải là phong cách của ta, để mạnh lên. Ta chấp nhận chịu mọi áp lực. Lạc Ly cũng tán thành. Ta tin huynh. Mục Trần dõng dạc tuyên bố. Vị trí thứ ba cứ giao cho ta đi, bất luận thế nào. Ta sẽ dốc hết sức lực. Ở trên màn hình lúc này đang chiếu hình ảnh của ba người khiêu chiến. Là Thẩm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Mục Trần. Mấy đứa hỏi nhau. Mục Trần có thể thắng không? Nhất định thắng được, ta đã góp 50 đạo linh quang nếu như thua trấn thủ giả thì mất trắng toàn bộ tên trần hậu cây cú nói với mạch luân tuy hắn thắng được hạc yêu nhưng đối thủ là tam đại tướng dựa vào hắn mạch luân tức giận nói thêm hừ ta không thể tin tưởng hắn được hai thằng vừa mới nói xong lập tức có đao quang bổ xuống làm cho hai thằng sợ vãi nhái vương thống vừa chém xong đã quát ẩm lên bớt mùm mép đi nếu như không tin mục trần thì tự đi mà khiêu chiến tam đại tướng nghe xong mấy thằng trần hậu mạch luân dương hoàng lập tức ngậm mùm vương thống lớn tiếng nói với cả bọn mục trần lần này không thắng họ lão tử sẽ viết ngược lại mấy thằng kia lại bàn tán với nhau chữ vương viết ngược lại không phải vẫn là vương sao cho nên hắn rốt cuộc có lòng tin không vậy tô huyên lúc này bước ra hỏi người hà tất phải quan tâm đám người này bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng mà thôi vương thống chống thanh đao xuống đất rồi bực tức nói phiền nhất là loại người không làm được gì mà lại lắm mồm thế này mục trần là huynh đệ của ta ai dám nói hắn không tốt ta sẽ khiến kẻ đó phải nuốt lại lời nói. Tô Huyên lo lắng hỏi. Lạc Ly, Mục Trần vừa ra đấu với Hạc Yêu chắc chắn đã hao tổn nhiều. Bây giờ lại ra đấu với Tam Đại Tướng, không phải là quá tốn sức sao. Sau đó, Lạc Ly quay sang nhìn hai người Tô Huyên với Vương Thống đang bày ra vẻ mặt lo lắng. Cô ta thản nhiên nói. Ban đầu ở Linh Lộ, tình hình Mục Trần gặp phải còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp trăm lần. Cậu ta vẫn cười đến cuối cùng. Sau đó vui vẻ mà nhận định. Hôm nay, chắc chắn sẽ thắng. Cùng lúc đó, ở bên trong linh quang giới ba người khiêu chiến đã tiến lên bên trên linh đài ba người ba vị đại tướng đang chờ sẵn có một tên đang ngồi chơi cờ vây một tên khác thì nằm ngủ ngáy khò khò rất ư là ngon lành còn một tên đang ngồi bú rượu hắn là lâm tranh một trong tam đại tướng tri thủ lâm tranh nói với cả đám các người đến rồi chu thanh sơn đứng thứ hai trong tam đại tướng lên tiếng người chơi cờ với ta đến rồi thẩm thương sinh vui vẻ cười nói bọn họ chính là tam đại tướng chính là đối thủ lần này của chúng ta mục trần khai ngợi không hổ là tam đại tướng quả nhiên bất phàm lâm tranh gọi cổ thiên viêm đang nằm dưới sân ngủ ngon lành thiên viêm phải dậy rồi tên này vươn vai ngồi dậy kêu lên cuối cùng các ngươi cũng đến rồi thế là hắn chống tay bật một phát đứng dậy y như con tôm cổ thiên viêm phấn khích nói người đã đủ rồi chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi ta không muốn tiếp tục chờ đợi nữa thế nhưng tên này lại phát hiện ra gì đó hắn tròn mắt lên mà nhìn tên này vội vàng xua tay nói lớn ý đợi đã sau đó tên này đi một vòng quanh người ba đứa mới đến vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh hắn nhìn vào mục trần rồi hỏi này liệu đây không phải là đối thủ của ta chứ mục trần liền hỏi có vấn đề gì sao thẩm thương sinh xác nhận đúng chính là hắn cổ thiên viêm tỏ vẻ bất mãn hỏi này khóa này của các người yếu vậy sao đi tìm một tên hóa thiên cảnh làm đại diện có phải quá tầm thường không mục trần cười cười hỏi lại hóa thiên cảnh sơ kỳ thì không được làm đại diện sao cổ thiên viêm lại nói không phải không phải ta không có ý đó ngươi đừng hiểu lầm con người ta không biết nói chuyện ta muốn nói nên nói thế nào nhỉ thẩm thương sinh cười ha ha rồi nói thay cổ học trưởng trước giờ luôn tâm thẳng mồm nhanh không phải huynh ấy coi thường người đâu huynh ấy chỉ cảm thấy trận đấu cuối cùng quan trọng thế này bọn ta lại sắp xếp ngươi xuất chiến cổ thiên viêm lập tức gật gù đúng đúng chính là ý đó Mục Trần cười nói, "Cổ học trưởng xem ra là người chơi rất vui." Thẩm Thương Sinh đưa ngón tay cái lên tán thưởng, "Yên tâm đi, huynh ấy sẽ khiến ngươi hưởng thụ chiến đấu." Cổ Thiên Viêm đáp lại, "Được, các ngươi đã sắp xếp hắn xuất chiến rồi, vậy chắc chắn là có mục đích riêng. Vậy để ta xem xem, hắn có gì là không bình thường." Mục Trần tự tin đáp ứng, "Chắc chắn sẽ không khiến Cổ học trưởng thất vọng đâu." Cổ Thiên Viêm phấn khích cười vang, "Ha ha ha. Vậy chúng ta phân cao thấp tới cùng." Thẩm Thương Sinh cài lại tay áo, nghiêm túc nói vậy chúng ta bắt đầu chung kết thôi lâm tranh cũng đứng dậy tấn thành được đúng ý ta lý huyền thông nói với mục trần mục trần cố lên thẩm thương sinh cũng cổ vũ đừng thua đó mục trần tán thành yên tâm ta sẽ không thua đâu mục trần liền nói các ngươi cũng phải cố nhưng mà hắn chưa nói xong đã thấy thẩm thương sinh cầm bình rượu bá vai bá cổ lâm tranh vội vã nói nào nào ta mang cho huynh một thứ đồ tốt đừng uống loại rượu trúc nhạt nhẽo đó nữa. Mục Trần lúc này mới nói nốt được chữ lên. Đến khi quay sang nhìn Lý Huyền Thông, thì thấy hắn đã ngồi vào bàn cờ với Chu Thanh Sơn hỏi. Hôm nay vẫn chơi cờ vây sao? Mục Trần toát hết cả mồ hôi. Sau đó ngơ ngác hỏi. Một mình ta đánh sao? Đúng là éo hiểu chuyện gì xảy ra. Thẩm thương sinh vừa rót rượu cho Lâm Tranh vừa nói. Ta và Lâm học trưởng, Lý Huyền Thông và Chu học trưởng. Trừ phi liều chết một phen, chứ bao giờ cũng hòa. Lâm Tranh tán thành, đã chắc được là hòa vậy thì không cần phải đánh làm gì thẩm thương sinh vừa bú rượu vừa nói tiếp thắng bại cuộc chiến săn bắt lần này dựa vào trận của ngươi để quyết thôi lý huyền thông cũng nâng quân cờ đen của mình lên dặn dò cho nên đừng thua đó mục trần nghe xong mà cạn hết cả lời sau đó hắn quay sang nói với cổ thiên viêm bắc thương linh viện tân sinh mục trần xin thỉnh giáo cổ thiên viêm giật mình hỏi tân sinh lâm tranh với chu thanh sơn cũng phải bất ngờ cổ thiên viêm vui vẻ nói thú vị đấy khóa này các ngươi to gan thật mục trần cung kính đáp lời tạ học trưởng đã khen ngợi thẩm thương sinh vừa làm một ngụm rượu vừa cười khà khà học viên khóa này của bọn ta chắc chắn là đời sau hơn đời trước cổ thiên viêm lúc này đã bắt đầu khởi động tuy nhìn thực lực của ngươi không mạnh lắm có điều dũng khí không nhỏ vị trí này không phải thứ người bình thường dám gánh vác đâu mục trần cung kính nói dù sao cũng phải có người đứng ra huống hồ chưa chắc ta đã thua cổ thiên viêm tán thành được ta thích lời nói đó. Nể tình ngươi dũng khí như vậy, ngươi xuất chiếu trước. Mục Trần vừa kết ân vừa nói. Đa tạ học trưởng. Nhìn cách kết ấn của Mục Trần, cổ thiên viêm có chút bất ngờ. Chẳng trách tự tin như vậy, hóa ra ngươi còn là linh trận sư. Sau đó, Mục Trần cứ thế bay thẳng lên trên cao, linh lực theo đó mà cũng bị hút lên. Cổ thiên viêm lại nói. Với thực lực hóa thiên cảnh sơ cấp của ngươi, át hẳn cũng chỉ miễn cưỡng bày bố được tứ cấp linh trận. Như vậy không đối phó nổi với ta đâu. Nhưng mà vừa nói xong, cổ thiên viêm đã phải giật mình số lượng linh ấn này lẽ nào là ngũ cấp linh trận mục trần bên này đã tạo xong linh ấn cổ thiên viêm cảm thấy ngạc nhiên hoa thiên cảnh sơ kỳ lại có thể bày bố ngũ cấp linh trận lúc này mục trần đã đứng lên linh ấn bao quanh người hắn rất nhiều có đếm cũng phải mất thời gian sau đó các linh ấn dần dần được mục trần đưa nó về vị trí của mình rất nhanh một bóng hoa sen từ dưới đất đã xuất hiện sau đó lại một bông hoa sen nữa cũng hiện ra mục trần đứng vào giữa mục trần lúc này cũng đã mở mắt ra quá trình bày bố linh trận đã hoàn thành mỹ mãn cổ thiên viêm lại nói ngũ cấp linh trận đúng là lợi hại nhưng ngươi cảm thấy dựa vào cái này có thể thắng ta vậy thì quá ngây thơ rồi mục trần đáp lại ta đương nhiên không ngây thơ như vậy lúc này cổ thiên viêm mới phát hiện có gì đó sai sai hóa ra mục trần đã lấy ra một viên tinh linh của con linh vương lúc trước tinh linh này cung cấp linh lực cùng bạo cho hai cái yêu liên đồ linh trận mục trần vui vẻ nói cố học trưởng hai ngũ cấp linh trận, hãy đón nhận nó." Cổ Thiên Viêm lại nói, "Thú vị đấy, ta thích." Mục Trần vung tay đẩy hai cái trận pháp đánh ra. "Đi." Hai cái yêu liên đồ linh trận ùn ùn đánh ra. Hai luồng linh quang mạnh mẽ bắn ra. Cổ Thiên Viêm hào hứng, "Đến đúng lúc lắm." Sau đó, hắn vung tay tạo ra một con hỏa long, cái này là Thiên Viêm thần quyết viêm long thủ hộ. Âm một tiếng vang lên, vụ nổ linh lực bùng phát khiến cho chấn động kịch liệt. Chấn động khiến cho đất đá bay loạn xạ hai thằng đang bú rượu phải lấy tay che mặt chu thanh sơn khen ngợi thiên viêm trực tiếp dùng tối cường phòng ngự tân sinh này quả nhiên lợi hại lúc này khói bụi bên này bốc lên mù mịt thẩm thương sinh nhận định nếu tấn công như vậy mà vẫn bị chặn lại thì mục trần có lẽ sắp gặp phiền phức rồi mục trần bên này cũng bị chấn cho tối tăm mặt mũi bên này cổ thiên viêm toàn thân đang rực lửa mục trần kinh ngạc kêu lên huynh đỡ nó rồi cổ thiên viêm vui vẻ nói may mà không có trở ngại gì lớn nếu không thực sự bị ngươi tiêu diệt rồi. Vừa rồi là con át chủ bài mạnh nhất của ngươi đúng không? Có thể phế đi một cánh tay của ta, ta phải khen ngươi rồi. Vừa nói xong, máu đã nhỏ xuống tong tỏng. Cổ thiên viêm khoái chí nói. Nhưng chắc chắn ngươi không làm thêm được lần nữa đâu. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội bày bố linh trận nữa. Nếu ngươi không có cách nào khác, vậy thì nhận thua đi. Mục Trần cũng nói. Ta không nhận thua đâu. Chu Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào Mục Trần còn có chiêu khác? Cổ thiên viêm cười khoái chí Ha ha được, để ta xem ngươi còn bao nhiêu con át chủ bài. Mục Trần bừng bừng khí thế đáp lại. Xin thỉnh giáo. Tên này thẩm mỹ. Sức mạnh của hắn mạnh lên rồi, đáng tiếc vẫn chưa đủ. Thẩm thương sinh thẩm mỹ. Mục Trần lẽ nào nghĩ dựa vào lôi thần thể là có thể chống lại cổ thiên viêm. Thật quá ngây thơ. Mục Trần bên này đã phát động lôi điện. Sau đó, hắn nhanh như điện sẹt lao đến khiến cho cổ thiên viêm bất ngờ. Trực tiếp xông đến đây, cam chịu sao. Mục Trần đã vung tay đánh tới cổ thiên viêm giơ tay lên đón đỡ thế nhưng ánh mắt của mục trần đã hiện lên sự phức tạp cánh tay của mục trần đột nhiên đổi hướng tay hắn bắt pháp quyết ầm một tiếng vang lên một vụ nổ linh lực bùng phát mục trần bên này đã tăng tốc nhanh như điện xét hắn vung quyền lại đánh ra một chiêu cổ thiên viêm giật mình kêu lên đây là mục trần bên này lách người vung quyền đánh ra bàn tay của hắn bùng phát lôi điện ầm một tiếng vang lên cánh tay của cổ thiên viêm đã bật máu sau đó lôi điện của mục trần với thiên hỏa của cổ thiên viêm va chạm vào nhau mục trần bị sức mạnh chấn cho ngu người bên này cổ thiên viêm cũng cố sống cố chết đánh ra hai tay của hai đứa không bên nào chịu thua bên nào cổ thiên viêm hét lớn cố dốc sức ta không thể thua được mục trần bên này cũng cố gắng phóng thích lôi điện lập tức khí thế của hai bên bùng phát dữ dội chấn động khiến cho đất đá trên linh đài bị nổ tung sau đó thân hình của cổ thiên viêm bay ngược ra ngoài hắn nặng nề tiếp đất tiếp đó thân hình cổ thiên viêm trượt dài trên sân cuối cùng cổ thiên viêm cũng dừng lại được tên này mặc dù thân thể bầm dập nhưng vẫn hào hứng nói kích thích đấy hóa ra ngươi còn giấu chiêu này lúc này lôi điện không ngừng bùng phát thẩm thương sinh ngạc nhiên hỏi chuyện gì thế này uy lực lớn như vậy lâm tranh cũng thắc mắc tân sinh đó thực sự là hóa thiên cảnh sơ kỳ sao thẩm thương sinh trả lời ta cũng không dám khẳng định nhưng sức mạnh đáng sợ quá lý huyền thông bên này thầm gọi tên thằng kia mục trần còn trong ánh mắt của chu thanh sơn có mấy tia phức tạp vương thống bên này kinh ngạc hỏi đó là mục trần mục trần hóa ra lợi hại vậy sao tô huyên cũng phải hoảng hồn mục trần ẩn giấu thực lực thâm hậu vậy sao lạc ly nhắc nhở đừng coi thường huynh ấy huynh ấy là người ẩn giấu một kho tất sát kỹ đó trúc thiên trưởng lão đã nhận ra chuyện dẫn bạo hắc thần lôi trong cơ thể để nâng cao sức mạnh đúng là loạn rồi một vị trưởng lão lên tiếng hắc thần lôi là thứ trí tôn cảnh cũng không dám tùy tiện động vào hắn lại còn giữ ở trong cơ thể một vị khác ngơ ngác hỏi hắn lấy đâu ra hắc thần lôi chứ thái thương viện trưởng ngạc nhiên thầm nghĩ đoàn thể thần quyết của hắn nhìn cũng có chút quen mắt xem ra là công lao của người bạn già nào đó rồi xem ra lần này bắc thương linh viện chúng ta lại có một thiên tài nữa rồi bên này mục trần toàn thân bùng phát lôi điện hiên ngang bước ra tên này đi đến đâu lôi điện tỏa ra đến đấy thẩm thương sinh kinh ngạc kêu lên đây rõ ràng là biến thân rồi mục trần tỏ vẻ phấn khích hỏi chúng ta tiếp tục chứ cổ thiên viêm lau máu trên khóe miệng rồi nói hừ đúng ý ta sau đó toàn thân cổ thiên viêm cháy lên ngọn lửa rồi nói tiếp theo ta sẽ sử dụng bản lĩnh thật đây hai tay hắn bắt chéo vào nhau thi triển ra thiên hỏa thần quyết hỏa thần giáp lập tức ngọn lửa cháy lên bừng bừng hỏa thần giáp xuất hiện bao bọc lấy thân thể của cổ thiên viêm nhìn bộ giáp này lâm tranh nhận định thiên viêm thực sự nghiêm túc rồi sau đó một dòng lửa cháy lên trong tay của cổ thiên viêm một cây hỏa thương hiện lên trên tay của hắn hắn hét lớn nào chiến một trận đã đời mục trần bên này cũng ngửa lòng bàn tay ra lôi điện hóa hình biến thành một thanh lôi kiếm cổ thiên viêm múa tích cây hoảng thương trên đầu sau đó chém mạnh một đường về phía mục trần mục trần vội vàng dùng hai thanh lôi kiếm đỡ lại hỏa thương của cổ thiên viêm cổ thiên viêm rút mũi thương về sau đó bất ngờ phóng ra đầu mũi thương biến thành một cái đầu rồng phóng đến trước mặt mục trần Mục Trần vội vàng cúi người né tránh. Sau đó, song kiếm của hắn đâm ra. Tiếp theo, Mục Trần xông vào tấn công, giành thế chủ động. Hai bên đánh nhau loạn xạ hết cả lên, chẳng mấy chốc đã trao đổi với nhau hơn chục chiều. Song kiếm của Mục Trần với hỏa thương của cổ Thiên Viêm liên tiếp va và chạm vào nhau. Tiếp đó, cả hai cùng nhau lùi về hai phía của linh đài. Cổ Thiên Viêm vung tay về phía sau, vung quyền lên để xông tới. Mục Trần bên này dùng lôi điện bọc lấy cơ thể và hùng hổ xông lên. ầm một tiếng vang lên, hai bên lại đối quyền với nhau bốc một tiếng vang lên cổ thiên viêm bị đánh cho lật mặt về phía sau bên phía đối diện mục trần cũng bị đánh cho méo cả mồm sau đó mục trần bị chấn cho bay về phía sau hắn cố gắng chơi với một chút mới đứng lại được bên này cổ thiên viêm hào hứng nói tuy không biết ngươi sử dụng chiêu thuật gì nâng cao thực lực nhưng xem ra tác dụng phụ của nó đối với ngươi cực lớn ngươi sẽ không kiên trì được bao lâu đúng lúc ta cũng sắp hết sức rồi chúng ta lấy một chiêu quyết thắng bại đi để không còn gì đáng tiếc mục trần bên này đang thở hắt ra khuôn mặt hắn bên trong lôi điện càng lúc càng tái xanh lên cổ thiên viêm bên này đã gồng người lên hỏa thần giáp của hắn cũng bị giải trừ sau đó cây thương của hắn tập trung hỏa diễm lại phía trên tiếp theo cổ thiên viêm thi triển ra một chiêu đại thiên viêm long kích một con viêm long xuất hiện bao quanh người hắn trông rất gì và này nọ mục trần bên này hai tay kết ấn hắn thi triển ra tứ thần tinh túc kinh sau đó tên này triệu hồi một lúc hai con thần thú huyền vũ bạch hổ thần ấn lập tức ba con thần thú viêm long Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng với Mục Trần và Cổ Thiên Viêm tạo thành thế đối đầu. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!